Mến chào quý vị. Lộc bình được xem là bảo vật tinh hoa mang ý nghĩa lớn trong phong thủy, đem tới sự tố hảo và trang nghiêm cho không gian thờ tự. Lộc bình thường được đặt ở vị trí hai bên cạnh ban thờ, nhưng không phải gia đình nào cũng có không gian đủ lớn để trưng bày chúng. Vậy, không có chỗ kê lộc bình thì sẽ bày gì đang là câu hỏi được rất nhiều quý khách hàng quan tâm. Quý vị hãy cùng Cương Duyên tìm hiểu thông qua video ngày hôm nay nhé! Tùy theo thiết kế không gian thờ tự mà mỗi gia đình sẽ có cách trưng lộc bình khác nhau. Lộc bình cỡ đại thường được đặt cân xứng ở phía hai bên ban thờ, giúp gia tăng vượng khí, tích thu tài lộc cho gia chủ. Muốn trưng lộc bình cỡ đại, khoảng cách mỗi bên cần từ 80cm cho tới 1m. Ngày nay, để tạo điểm nhấn cho không gian thờ tự thì việc trưng những vật phẩm cỡ lớn cạnh ban thờ là điều mà rất nhiều gia đình luôn hướng tới. Nếu như không gian phòng thờ bị hạn chế diện tích không có chỗ kê lộc bình hai bên, quý vị hãy tham khảo những phương án trưng bày vật phẩm phía trước ban thờ mà chúng tôi đã tổng hợp của rất nhiều vị khách hàng tại Cương Duyên nhé! Đầu tiên phải kể đến cặp thống sứ, bảo vật của các vị vua chúa thời xưa. Thống được coi là vật phẩm thể hiện sức mạnh, sự uy nghi, quyền lực, gia thế của các vị vua chúa thời bấy giờ. Đặt phía trước ban thờ vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo nên sự uy linh cho không gian thờ tự. Tiếp nối đó chính là cặp chóe thờ, vật phẩm nghinh tài đón lộc. Cặp chóe với thủ pháp vẽ tay thủ công tinh xảo với họa tiết mang sắc lam truyền thống được nghệ nhân Phạm Duy Cương pha chế theo công thức gia truyền, vừa là tác phẩm trưng bày ý nghĩa, vừa là vật phẩm hữu dụng mang câu chuyện đặc biệt đem tới sự sung túc đủ đầy cho gia chủ. Và cuối cùng không thể không nhắc tới, đó chính là bát minh đường tụ thủy. Bát nước minh đường tụ thủy thường sẽ được gia chủ đặt chính diện trung tâm, vừa mang giá trị phong thủy lại là điểm nhấn nghệ thuật thu hút. Trong suốt nhiều năm phục vụ thị trường sứ tâm linh cao cấp, Cương Duyên luôn không ngừng học hỏi, sưu tầm và làm mới sản phẩm nhằm đem tới những trải nghiệm tốt nhất cho quý vị khách hàng khi đến với chúng tôi. Để trực tiếp lựa chọn vật phẩm thờ mang sắc bên lam thượng hạng cùng thủ pháp độc đáo đang được ngày đêm cần tác tại Cương Duyên, quý vị hãy ghé thăm hệ thống xưởng chế tác và cửa hàng trưng bày tại cụm khu công nghiệp làng nghề Bát Tràng hoặc liên hệ số hotline 0968 505 268 để được chuyên viên chúng tôi hỗ trợ một cách nhanh nhất. Tôi là Thanh Hằng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.